Yo yo, hello nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel mình là từ đường phố đây, rất mừng người nha. Xin chào tất cả anh em của game Poke Đại Chiến nhá. À quên, anh em Poke Đại Chiến là game chính rồi, mình cứ quên, mãi quên quá. Trước khi bắt đầu video hôm nay thì chúc anh em một buổi sáng vui vẻ, ăn cơm miệng và xem video mình cách vui vẻ thoải mái nhất nhá. Ngoài ra anh em nó có Poke Đại Chiến trên cái shop nhá, shop mình có để phần mô tả cũng như phần bình luận của video, anh em có ủng hộ các con hàng sẽ rất nhiều. Trước khi bắt đầu video thì chúc anh em một ngày mới về ăn cơm miệng và xem video mình cái vẻ thoải mái nhất. Ngoài ra thì chắc mong được anh em ủng hộ kênh ạ, một cái like subscribe giúp kênh sớm ngày phát triển hơn ạ. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói qua về thông báo này. Bên game thì bắt đầu ở đây danh vọng chiến, à mình lại tưởng là vui chiến, champion chuẩn bị chiến nha các bạn nhá. Hôm nay là 19 rồi, nhưng mà anh em xem là 20 chiến trang, chắc hôm nay nó tốt sẽ gửi lịch về ạ. Ok, ở video ngày hôm nay thì dạo gần đây số lượng anh em chơi Poke Đại Chiến càng ngày càng nhiều. Mình phát hiện ra một điều đấy, vì mình có đọc comment của anh em trên kênh rất là nhiều. Gần như là anh em toàn hỏi mình, thứ nhất là lực chiến em thế này ổn không, tem em chơi như thế này thế nào được không, anh ơi em tem em như thế này, anh ơi tem em như thế kia. Mình thì có hẳn hai series, một series VIP không đua top, một series thì hướng dẫn tân thủ những giai đoạn đầu và cách kiếm co quyền điệu rất là nhiều trong kênh. Anh em được kích vào trong xem, bởi vì nếu mà bây giờ làm đi làm lại nhiều thì nó kiểu cứ làm đi làm lại nhiều mình cũng cảm thấy hơi mệt, mình cũng còn ý là mệt, mà bởi vì kiểu video cứ nhận đi làm lại nghe, kiểu anh em xem lại sợ bạn lại nhìn thấy nhạt á, là mình cũng không muốn làm lại nhiều. Nhưng ở video hôm nay mình sẽ tổng kết tất cả những các tem độ dễ kiếm cho anh em nông dân, từ những tem cơ bản cho đến tem trình độ cao nhất, đặc biệt cho anh em nông dân VIP không nhá. Còn nếu các bạn nạp tiền thì các bạn thích chơi tem gì chơi, không ai cản ạ. Đó nên là mấy anh em nạp tiền đừng vào comment bảo uầy thằng này nói thẻ sai, thằng này nói thẻ không đúng. Mình ở video này mình chỉ dành riêng cho các anh em nông dân, những anh em VIP không, những anh em mà ít nạp tiền có thể VIP 2 VIP 3 đó, cách kiếm tem làm sao cho hợp lý và những tem độ chơi làm sao cho phù hợp, chứ không dành cho những em nạp tiền nhé. Bởi vì các bạn nạp tiền thì các bạn thích chơi tem nào chơi, các bạn lại chơi bet nào bet đó, em nghe có tiền mà thích nạp chơi nào chơi ai cả nó đâu. Đây mình quay con nạc ở server 673 này của mình cho nó đủ bet nhé. Ok, đầu tiên thì mình sẽ nói qua về vấn đề lực chiến trước nhé. Mình sẽ nói về vấn đề lực chiến trước khi nói vào tem. Rất nhiều anh em mới chơi hoặc là anh em chơi lâu, nhưng đa số anh em đều hay hỏi một câu là anh ơi lực chiến em ở level như thế này tầm này được ổn không các thứ. Thì mình nói rồi, các bạn có hai cách kiểm tra. Thứ nhất là các bạn vào phần tăng trưởng này, anh em nhìn lực chiến yêu cầu và lực chiến của bản thân nó đã vượt được cái lực chiến yêu cầu chưa. Đó, nếu mà các bạn vượt rồi là tạm ổn. Thứ hai, cái thứ hai này thì nó phụ thuộc vào server nhiều hơn, nhưng nếu như mà anh em hắn còn trong top 10x thì có nghĩa là con nạc của anh em vẫn còn chơi ok chán và rất là thoải mái để chơi ạ. Đó nên các bạn cứ thoải mái, kể cả top đây các bạn top 18, 19, 20 là vẫn chơi thoải mái nhá. Đó, anh em cứ trong vòng top ấy trở lên là được. Đấy, bao nhiêu lực chiến không quan trọng, quan trọng là anh em vẫn trong top đấy là ok nhất. Đó, là cái đấy là ok nhất nha. Tiếp tục thì chúng ta sẽ nói về tem đội. Ở tem khởi đầu hiện giờ thì mình sẽ có hai tem cho anh em. Thứ nhất là một tem Nuza và hai là tem PR. Còn đâu cách sắp tem thì biến tấu rất là nhiều ạ. Bây giờ riêng nói về tem PR đi. Nói về tem PR, PR là tem khởi nguồn trước nha các bạn nhé. Đó là tem hồn ạ. Ở tem hồn giai đoạn đầu thì anh em chỉ có chơi được với cháu kim cương. Đây, cháu kim cương, và anh em thì đi theo Acer hệ hồn hoặc là kiếm theo cháu này hoặc là cháu support. Còn nếu đẳng cấp hơn thì anh em có thể kiếm thêm Nuala. Đây là một bộ tem hồn ổn định nhất và mạnh mẽ nhất. Còn đâu về sau anh em thì bung lụa thêm, ví dụ như nhiều bạn bảo em thích đi với hy sinh rồi các thứ là mình không nói nhá. Mình đang nói là giai đoạn đầu anh em nông dân thì được kiếm nhất đây. Một tem ổn định mà chơi lâu dài cực đỉnh luôn ạ. Tem này anh em chơi đến cuối game đến khi nào chán game bỏ game cũng được ạ. Đó, đây là tem cơ bản nhất nhá. Tiếp theo là Nuala, à quên, Nuza. Tiếp theo là Nuza. Đây, mình có Nuza cùi không? Con Nuza cùi thay cho nó đỡ VIP, nhìn VIP đấy. Riêng cháu Nuza hiện giờ là một con bét vô cùng bá đạo và rất dễ kiếm cho anh em nông dân, mà anh em nông dân cũng chơi rất là nhiều và mình cũng khuyên anh em chơi rất là nhiều. Có hai lý do, thứ nhất là dễ kiếm, thứ hai là mạnh và thứ ba là dễ sắp tem. Đơn giản vậy thôi, nó quên có 3 lý do cho nên các bạn bảo có 2 lý do sao nó nhiều đấy. Có 3 lý do, thứ nhất là dễ kiếm, thứ hai là dễ lâng, mạnh, thứ ba là dễ sắp tem. Ở lưu ra đây rồi, à đây đây, đây từ. Có mấy con lưu ra hạng cùi đây này, sắp lên cho nó đỡ ngầu quá. Đặt bá chủ lên nhó nhiều anh em lại nghe nó phản cảm. Tem cơ bản nhất của lưu ra mà anh em dễ kiếm này, bộ đôi là test và là chót. Bộ đôi này dễ kiếm luôn, anh em vào mê cung chịu khó một thời gian đầu thì tất nhiên các bạn phải bỏ ra, tất nhiên là một chơi đã chơi poke mà các anh em xác định chơi lâu thì các bạn ít nhất phải hơn một tháng đầu các bạn mới sắp xếp được ổn tem được. Đấy là anh em là chịu khó tích kim cương cũng như là may mắn nhanh lắm đó, là một tháng anh em sẽ ổn định được tem. Nuza thì các bạn thích chép bộ cập đi được rất là nhiều tem nhá, không nhất thiết phải đi với Latias đâu, anh em để Latias cũng được, đi với Victini đây,
đi với Tilly thì anh em có thể để đi thêm cho đây nữa. Đây cũng là một bộ đồ tem siêu. Đó, một tem siêu đi cho Nuala. Cái máy tem này là tem về sau thôi, nó giai đoạn đầu thì tất nhiên anh em nên để cho đi bên Latios và Latias, nó sẽ ổn định tem hơn. Ngoài đi với hai con này ra thì anh em có thể đi với tem bay. Đấy, bởi vì Nuza bây giờ là chỉ dẫn của tem bay mà. Tem bay các bạn không nhất thiết phải bây giờ không cần phải có dây đâu ạ. Bây giờ anh em chỉ cần có Nuza này, thần gió và con thần điện là thần gió đấy anh em, quên hộ ô và thần gió nữa, nhưng mà mình ở đây mình thằng này không có thần gió anh em, à mình chưa triệu hồi, mình đã bảo hôm nào mình triệu hồi thần gió sau. Đó là anh em chỉ cần có một như vậy là anh em cũng đã có một tem bay ngon rồi. Còn đâu có thể thay vào đó là chim y nữa. Đây anh em thay chim y, nhưng nếu mà có thần gió nhá. Vì sao có thần gió thì đây, chúng ta sẽ đi xem qua, mình sẽ giải thích đi đâu mình sẽ nói đến đấy luôn cho anh em dễ hiểu ạ. Vì sao nhiều bạn cứ bảo là sao Nuza cứ nhất định phải đi với thần gió anh. Ở thần gió thì nó có một skin rất là đặc biệt, đó là skin này anh em này. Đây có phải skin này không? Skin này. Đây đúng rồi, skin này anh em, skin bút môi trường đấy rồi. Đấy, hoàn cảnh này. Tywin à? Tywin anh em. Tạo sát thương hệ bay crit tăng 10% speed cho toàn bộ best feta và tăng thêm 100% uy lực skin 50% deep ARM cho toàn thẻ best hệ bay beta anh em, kéo dài 3 hiệp. Đó. Đó là đặc trưng riêng của hệ bay. Đó, đặc trưng riêng của hệ bay. Đấy là anh em có nên kiếm cho mình một thần gió. Nếu anh em xác định chơi tem bay với Nuza thì anh em nên kiếm một cháu thần gió này. Và thần gió thì bây giờ rất là dễ kiếm luôn ạ. Các bạn chỉ cần tích được 2k mảnh thường là anh em có thể triệu hồi một cháu thần gió rồi. Đây. Đó, với tính cách chuẩn nữa, nhưng đây con này chưa chuẩn nên mình cũng không gọi đấy. Nên do vì sao mình cũng chưa gọi với con đằng này. Con đằng này thì chưa có, mình không tính gọi nhưng mà tính cách chưa chuẩn anh em. Đó, thì các bạn chỉ với 2k mảnh thường thì anh em dễ rất là kiếm. Anh em có Nuza chắc cũng vừa tầm đủ 2k mảnh để gọi cháu này về luôn nếu như không phá linh tinh như mình. Mấy anh em xem series nhiều thì thấy mình hay phá mảnh thường rất là nhiều. Ok. Ok, tiếp theo một lời khuyên nữa mình dành cho anh em nông dân. Đó là các bạn khi mới chơi thì anh em không nên chơi quá nhiều tem. Các bạn thường hay bị chơi bút rất là nhiều tem. Anh em thường hay nuôi 3 tem để đánh charm cho thoải mái. Các bạn đã chơi VIP không hoặc là VIP thấp thì có tốt nhất là không nên nuôi 3 tem nhá. Anh em chỉ nên nuôi 2 tem rồi vào các bạn nuôi 2 con mạnh nhất. Ví dụ anh em thích nuôi cả tem hồn với cả tem PR thì các bạn sẽ tập trung vào nuôi cho mình là cháu Nuza là một, cháu PR là cháu thứ hai. Hai cháu này sẽ là hai cháu nút chính luôn. Và vụ như cháu thứ ba thì mình khuyên anh em nên nuôi thần gió. Đây là ba con best mạnh nhất của trong ngà của anh em. Thì các bạn nên nuôi 3 cháu đấy. Trong phía sau đấy sẽ là ví dụ như là con hộ ô rồi con cầm khiên đấy, rồi con ấy nữa là đi theo con PR. Ok, ngoài những hai tem đội ra thì còn có một số bet khá là ngon có thể anh em chơi giai đoạn đầu. Mình nghĩ các bạn cũng nên kiếm để mà chơi. Ví dụ như cháu mình lấy về rồi mà. Hôm nay gộp mất rồi. Đó là cháu rồng ở level 50 thì mà anh em lên level 50 thì các bạn sẽ được mở đó là Đại hội Liên minh và các bạn sẽ bỏ ra 2 ngày neo tháp này thì anh em sẽ vào shop Liên minh. Đây và các bạn sẽ mua được cháu Gomin đó. Chỉ với 2 ngày thôi là các bạn sẽ có ngay một cháu Gomin. Và con này thì mình đã test ở server VIP 0, series VIP 0, anh em nào muốn xem nó vào trong series đi và xem cho nó đầy đủ ạ. Thì mình đã nói rất nhiều rồi, con này thì nó có một cái skin vô cùng bá đạo luôn, đó là cái quả skin hút nội tại đây anh em. Nó hút tấn công đơn thể của best phe địch và trong 2 hiệp chịu tấn công không thể bị xóa, khi kết thúc sẽ trả 150 sát thương. Đấy. Đây là con best vô cùng bá và ngon. Anh em có thể lấy chơi ngay giai đoạn đầu mà lại dễ rẻ mà dễ kiếm nữa. Đây là những con boss best hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em. Đó. Tiếp theo chúng ta nói đến cháu kim cương. Nhiều bạn bảo em không thích chơi thì tùy các bạn thôi. Và nhiều bạn hay bữa nay nhiều bạn hay chơi con này. Mình nghĩ các bạn không nên chơi con này nhá. Nó không ngon cho lắm. Các bạn nên chơi một cháu kim cương ạ. Anh em nếu mà anh em hay đi đánh ải, đi test charm nhiều, anh em gặp cho nó thì các bạn mới thấy độ bá của con này. Nó bút rất là khống chế, rất là ức chế luôn ạ. Các bạn đọc các skin của nó toàn là bút xấu thôi ạ. Đó, toàn skin bút xấu thôi. Đó, một trong những con best bút mạnh nhất trong hệ hồn ạ. Đó. Ngoài ra thì mình có giới thiệu với các bạn một cháu support hệ hồn, nhưng mà con này thì chỉ có rút ít 10 mới ra thôi, thì lại ra nó ít lắm anh em. Đây này, bữa mình có đụng độ 1-2 lần rồi, con này chơi cũng rất là ngon. Đây là những con best mà đi phụ thôi, anh em có thể lên kiếm hay không thôi. Đó. Ngoài ra thì có Mimikyu nữa ạ. Còn Mimikyu anh em bắt trong mê cung. Đây là chắc Mimikyu rồi. Đây cháu Mimikyu này bắt ở trong mê cung cũng có. Thì con này các bạn bắt được, nếu anh em bắt được thì anh em cúm lên chơi. Đó. Nhưng nói cốt hiện giờ chỉ có hai tem chính hơn, hai tem dành cho anh em nông dân, đó là tem hồn và tem bay. Thì cách mình nói rồi, nhưng mà cách nan ra team thì rất là nhiều, ví như tem Nuza đấy.
Đặc biệt là Zuza giờ là một con bet mà mình phải nói là nó vô cùng bá luôn ạ. Nó thứ nhất là vừa dễ bắt, vừa dễ nuôi. Lại được nhiều tem mà anh em này đi theo tem bay, tem siêu. Đó, tổng cả thể mình cháu này nó thể sắp ra ít nhất là trên 3 tem anh em. Là 3 tem hoàn chỉnh, còn nếu nó đi vệ sinh nữa thì là 4 tim. Đó. Đấy là 4 tem, đó là riêng cháu Nuza này. PR thì anh em cũng chỉ PR thì đi ít hơn. Đó, PR thì đi với chủ yếu là tem hồn là chính. Tem hồn và đi hy sinh thôi, đó, chỉ có 2 tim vậy thôi. Đấy, cơ bản ở video ngày hôm nay thì mình cũng chỉ tổng quát qua hai vấn đề chính này thôi, bởi vì mình thấy số lượng anh em comment trên kênh rất nhiều về hai vấn đề này. Nếu anh em có thêm vấn đề gì thắc mắc hoặc là muốn biết thêm cái gì nữa cứ comment dưới video, mình sẽ tổng hợp lại và mình sẽ tổng kết làm luôn một cái video cho anh em. Còn đâu nếu các bạn bảo sao anh không test tem thì mình nghĩ chả cần test đâu ạ. Các bạn vào xem các series video đua top VIP không của mình là các bạn đã đủ thấy rồi, không phải test nữa. Còn đâu đấy là video hôm nay thì chúng ta cũng nói qua sơ qua vậy thôi. Giờ thì mình sẽ đi quét kiếm ít ấy nữa anh em. Quét kiếm ít sách nữa. Cuối sự kiện đang vẫn đang còn sách anh em. Hôm nay thì ngày thứ hai mình đang ở ngày thứ hai này còn sách nước này. Mình đang bảo đi kiếm thêm ít sách nước nữa. Đằng nào cũng chơi, chả biết là có quét ăn sự kiện nữa không thì không biết, nhưng mà đằng nào cũng chơi rồi, mình cũng sẽ đi kiếm thêm ít sách nước. Khi nào cần thì ví dụ như là về sau sự kiện nó có thêm cái gì đó ngon ngon mà động đến thì biết đâu lại đổ anh em, cứ vứt đấy. Có một số anh em bảo mình là sách Gudun, nhắc mới nhớ mình cũng mới nghĩ ra đó, sách Gudun của bên game nó giữ khá là lâu rồi mà nó chưa có sự kiện nói gì hết. À đúng rồi, để quen từ từ nữa, tí nữa là quên mất. Bởi vì mình quay mình không hay mấy khi mình lên kịch bản trước anh em, mình chỉ tưởng mình ngồi trước độ khoảng 30 phút mình ngồi nghĩ xem mình sẽ nói gì trên video, sau đó mình sẽ bật máy lên và mình quay, nên là thường ở trên video mình hay bị nói thiếu sót nhiều, đó là lý do. Cái này thì hôm bữa mình nói thật là cái tính mình không phải là dễ nói chuyện anh em, cái kiểu như là đến cảm xúc nó lên thì mình mới nói được. Đấy, như bữa định quay trên vlog mình định tâm sự với các bạn, định kể cho anh em nghe, nhưng mà cùng khi bật video lại chả biết nói gì, thế thành ra là im lặng hết thôi. Đây được 120 sách nước rồi nhá. Đây, ngoài ra ở các phiên bản mới gần đây thì anh em có thể vào trong mảnh này. Bây giờ ở mảnh này rất là nhiều bet luôn cho anh em lựa chọn nữa nha. Mình chín nữa thì quên mất ạ. Các bạn chỉ cần tích được một cao 6 mảnh thường thôi là anh em có thể xíu cho mình một số bet ngon, với như May Brariken này, Berin Spearbet, đại ca mình không biết, là còn ánh nước. Ad Slow này, con này không nên chơi. Mình chỉ mình nghĩ May Brariken là nếu mà anh em hứng thú. Hoặc là Beta Fallon, con này thì rất là ngon khi ghép với tên hồn nhá. Còn đâu phía sau này nữa đây, Jack Dao này. Đó, bây giờ bữa nay bet K6 mảnh thường rất là nhiều. Anh em thể dùng mảnh thường để triệu hồi. Ác khỉ nữa này, nếu mà dành cho anh em thích chơi mấy tem độc lạ. Đó. Bộ hy sinh thì đây, nếu mà về sau bộ hy sinh thì về sau. DNC 2K mảnh thường nhá. Các anh em thể lấy về và chơi cùng Aesop và triệu hồi thêm Zergizog ở trong mảnh trong mê cung nữa là các bạn có thêm tem nham. Đó, một số tem cho dễ kiếm cho anh em nữa, mình chứ nó thì quên ạ. Đó, ok, nói chung thì tổng kết chung thì nó chỉ vấn đề vậy thôi. Còn đầu video này chắc mình cũng xin phép mọi người kết thúc thôi nhá. Có vấn đề gì thiếu sót hoặc là anh em nào biết hơn thì comment dưới video để chia sẻ cùng mọi người. Và các bạn muốn biết thêm gì nữa, comment video mình sẽ tổng kết lại và làm video mới nhất cho anh em. Clip xin phép kết thúc đây thôi, là một clip tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.